Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Thế Giới Ấm Nước. Và trong video ngày hôm nay, em sẽ cùng các anh chị chúng ta tìm hiểu một cái sản phẩm mà được rất nhiều các anh chị khách hàng yêu mến và tin dùng của Thế Giới Ấm Nước, đó chính là lõi kiềm Hygen 3.1. Trên thị trường thì không thiếu những doanh nghiệp họ cung cấp những cái sản phẩm mà có khả năng bù khoáng hay là tạo kiềm hoặc là tạo Hygen. Tuy nhiên thì sẽ không có nhiều doanh nghiệp mà có thể có những cái sản phẩm mà tích hợp 3 công nghệ trong một như thế này, tức là vừa bù khoáng, vừa tạo kiềm và tạo Hygen. Và ngoài ra, khi mà chúng ta quan tâm đến một cái sản phẩm mà có thể giúp tạo ra nguồn nước tốt ý, thì chúng ta cần quan tâm đến cái cơ chế tạo ra cái kiềm và cái Hygen của cái sản phẩm đó là như thế nào. Có một số doanh nghiệp họ sử dụng cái cơ chế là dùng các chất hóa học để tạo kiềm. Vì thế cho nên mặc dù độ kiềm rất cao và ổn định, tuy nhiên kiềm đó thì lại chưa tốt cho cơ thể, thậm chí là còn gây ra những tác hại nữa. Và vậy thì cái sản phẩm lõi kiềm Hygen 3.1 của Thế Giới Ấm Nước có điểm gì mà được nhiều anh chị tin dùng như vậy? Thứ nhất là trên sản phẩm này chúng ta có cái phần Made in Korea, tức là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, đúng không ạ? Và lõi này được đúc nguyên khối để tránh tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn đó. Thứ hai là trên lõi này của chúng ta còn có cái chứng nhận của Water Quality, tức là cái cơ quan quản lý chất lượng các lõi lọc nước của Mỹ. Đây là cơ quan mà gần như là uy tín nhất thế giới về các cái chỉ tiêu chất lượng của các cái sản phẩm lọc nước rồi. Và khi mà sản phẩm đạt được cái chứng nhận của Water Quality này ấy, thì nó sẽ đáp ứng được hoàn toàn những cái tiêu chí trên những cái tem mác mà nó công bố đó. Vì thế nên chúng ta cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và ngoài ra thì sản phẩm lõi kiềm Hygen 3.1 này ấy, nó còn được chứng nhận của FDA, chứng nhận về cái nguyên liệu sản xuất ra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nên là cái sản phẩm này chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về mặt nguồn gốc xuất xứ, chứng từ rồi các cái chứng nhận cho nó, đúng không ạ? Và với cái sản phẩm này ấy, thì Thế Giới Ấm Nước cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi, những cái thắc mắc từ các anh chị. Thì trong video hôm nay em sẽ cùng các anh chị giải quyết những cái vấn đề mà đang được nhiều người quan tâm các anh chị nhé. Câu hỏi đầu tiên được rất nhiều các anh chị quan tâm khi mà chúng ta mới sử dụng lõi kiềm này, đó là tại sao khi mà lắp cái lõi kiềm này vào và test nước thì chúng ta lại kiểm tra được cái độ pH nó lên tầm khoảng xấp xỉ 10, tức là test trong cái lọ thuốc thử pH nó ra màu tím đấy ạ. Và sau khi chúng ta dùng tầm khoảng 2-3 tuần thôi thì nó lại tụt xuống ngay cái màu xanh dương hoặc là xanh lam. Vậy thì có phải là cái lõi kiềm này nó có chất lượng kém hay không? Thì câu trả lời là như này ạ. Lõi kiềm này trong quá trình sản xuất hoặc là vận chuyển thì nó sẽ có những cái va đập như này đó, và nó làm cho các cái hạt tạo kiềm này nó rơi ra những cái mặt kiềm, mặt khoáng nhỏ li ti. Vì thế cho nên khi mà chúng ta vừa mới lắp xong ấy thì cái nước nó sẽ gì ạ? Dễ dàng hòa tan cái mặt khoáng, mặt kiềm này. Nó làm cho cái nước này khi mà test nó sẽ có độ pH tương đối cao ở mức xấp xỉ 10, và test pH thì nó sẽ ra màu tím là như vậy. Và sau tầm khoảng 2 đến 3 tuần sử dụng ấy thì nó đã về với cái chỉ số tiêu chuẩn của nó, tức là độ pH nó ở xấp xỉ mức 9. Nó sẽ có màu xanh lam hoặc là xanh dương nếu các anh chị sử dụng cái lọ pH này anh chị test đó. Và cái độ pH tầm xấp xỉ 9 như vậy là cái mức pH lý tưởng dành cho chúng ta uống hàng ngày các anh chị nhé. Vì thế nên chúng ta hoàn toàn yên tâm, không lo là chất lượng của sản phẩm này nó có vấn đề. Một câu hỏi thứ hai được rất nhiều các anh chị quan tâm, đó là làm thế nào để lắp cái lõi này để nâng cấp máy cho nhà mình, hoặc là những cái lưu ý khi lắp, đúng không ạ? Vậy thì em xin được lưu ý các anh chị một cái điểm rất là quan trọng như này, đó là các anh chị cần phải lắp lõi kiềm này ngay sau màng RO các anh chị nhé, ngay sau màng RO và lắp trước bình áp cho em đó. Để nhận biết được là mình đã lắp đúng hay sai thì mình chỉ cần quan tâm là gì ạ? Ở đầu ra của lõi kiềm chúng ta sẽ phải có một cái cút chữ T. Ở một đầu thì sẽ nối sang các cái lõi diệt khuẩn lượng tử hoặc là các cái lõi diệt khuẩn sau màng và lên vòi, đúng không ạ? Và một đầu còn lại mình sẽ lắp vào bình áp đó. Vì thế cho nên là mình cứ quan tâm cho em ở đầu ra là cút chữ T thì gần như là mình đã lắp đúng rồi các anh chị nhá. Đó, đó là lưu ý khi các anh chị lắp và nâng cấp cái lõi kiềm này. Một thắc mắc tiếp theo đó là nhiều anh chị sau khi lắp và sử dụng lõi kiềm này ấy, thì chúng ta test pH chúng ta thấy là cái độ pH nó chưa được lên như mong muốn. Vậy thì có những cái vấn đề gì nó sẽ dễ dàng phát sinh khi mà chúng ta nâng cấp lõi kiềm này đó? Thì có một cái vấn đề rất là quan trọng mà anh chị cần lưu ý, đó là tình trạng bị e khí bên trong lõi các anh chị nhé. Bởi vì lõi kiềm này chúng ta lắp ngay sau màng RO, thế nên là cái tốc độ dòng chảy nó rất là chậm, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 8 đến 10 lít trên giờ thôi. Vì thế cho nên là khi mà nước nó chảy qua lõi kiềm này, nó dễ dàng tạo ra các cái dòng chảy tắt và các cái bọc e khí ở bên trong. Nó làm cho các cái lõi kiềm này giảm diện tích tiếp xúc với nước và tạo kiềm không được như mong muốn. Và để giải quyết vấn đề này, anh chị chỉ cần làm một thao tác rất là đơn giản, đó là mọi người hãy tháo lõi này ra, lắc nhẹ lên cho em như này. Đó, để nó thay đổi các cái kết cấu bên trong hạt tạo kiềm, và từ đó nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái tình trạng e khí hay là các cái dòng chảy tắt ở bên trong này, để nó có thể tạo kiềm và tạo Hygen tốt hơn. Và một cái câu hỏi nữa mà rất nhiều anh chị quan tâm, đó là cái làm thế nào để kiểm tra được cái khả năng tạo kiềm, tạo Hygen của cái lõi này có tốt hay không, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý như này. Để kiểm tra xem cái lõi kiềm này nó nâng pH lên được bao nhiêu ấy thì anh chị phải so sánh với cái gì, đúng không ạ?
chúng ta hãy so sánh với nước đầu vào. Đó, anh chị hãy đo pH ngay ở nước đầu vào cho em nhé. Và trong trường hợp mà anh chị lắp ngay sau màng RO thì cái pH chúng ta sẽ đo là gì ạ? Ngay sau màng RO, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ đo pH ở cái vòi chảy ra. Đó, thì chúng ta sẽ so sánh được là pH đầu vào là bao nhiêu và pH đầu ra là bao nhiêu. Từ đó chúng ta sẽ biết được cái lõi kim này nó có khả năng được nâng pH được bao nhiêu. Đó, bởi vì rất là nhiều những lý do như này. Một số anh chị khi mà chúng ta sử dụng cái nước có nguồn pH đầu vào rất là thấp, em nói ví dụ nó chỉ còn khoảng 3-4 thôi, đúng không ạ? Thì tất nhiên là sau khi chúng ta cho qua lõi tạo kiềm này, nó không thể nâng lên được mức kiềm, mà nó chỉ lên được mức tầm khoảng 6-7 thôi. Và như vậy đã là tốt lắm rồi so với cái nguồn nước đầu vào chúng ta dùng, đúng không ạ? Rồi, ngoài ra trên thị trường thì có rất nhiều những cái màng RO kém chất lượng, nó làm giảm pH đầu vào rất lớn. Em nói ví dụ, có những cái màng RO mà nước đầu vào của anh chị là trung tính, tức là bằng 7. Tuy nhiên, sau khi màng RO nó lọc ra, nó làm giảm pH xuống chỉ còn mức tầm khoảng 5 thôi. Vậy nếu như anh chị mà sử dụng cái lõi tạo kiềm này, anh chị đo đầu vào của nó là 5, đúng không ạ? Và đầu ra của nó đang được 7 rồi, tức là gì ạ? Nó đã nâng cho chúng ta 2 độ pH rồi. Và như vậy đã là rất là tốt rồi, nó giúp chúng ta trung hòa lại cái nguồn nước, tránh cái tình trạng là nguồn nước của chúng ta có tính axit quá nhiều. Đó. Thì như vậy đã là rất là tốt rồi, bởi vì nó đã nâng được tầm khoảng 2 độ pH, đúng không ạ? Thế nên là một số anh chị khi mà sử dụng cái lõi kiềm này thấy là nước đầu vào của mình đang là 7, nhưng nước đầu ra của mình cũng chỉ tầm khoảng 7-7.5 thôi, và đang lo nghĩ là cái sản phẩm này chất lượng nó không đảm bảo, thì chúng ta phải so sánh như vậy nó mới công bằng, đúng không ạ? Anh chị sẽ thấy được ngay là nó đã nâng lên cho chúng ta tầm khoảng 2-2.5 độ pH rồi, và như vậy đã là rất là tốt rồi, đúng không ạ? Đó. Và đó là những cái vấn đề mà trong thời gian gần đây Thế Giới Lọc Nước đã tiếp nhận được những cái câu hỏi của rất nhiều anh chị, và hy vọng là trong nội dung video vừa rồi đã giúp cho các anh chị có cho mình những cái lời giải đáp. Và nếu như anh chị có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm này của Thế Giới Lọc Nước thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với các đại lý của Thế Giới Lọc Nước trên toàn quốc để các đại lý có thể tư vấn và đặt hàng cho mình. Xin cảm ơn các anh chị.